dùng mạng internet để các bạn ngồi ở trên lớp, có thể cùng với những nhà máy hôm nay thì ở Đức, ngày mai thì ở Séc, ngày kia thì ở Hiệp Cắc, để các bạn cùng với những kỹ thuật viên của nhà máy, của những người quản lý nhà máy giải quyết các vấn đề mà nhà máy đang gặp phải, thì nó cung cấp cho các bạn một cái cách học thực tế hiện đại nhất và thực tế nhất với cái thời đại bây giờ. Điều mà chúng ta có một cái chuyển sinh, nếu mà cái công trạng thay in có thể học 我们学的学生也会让他世界各国去比赛得奖，像我们的应届毕业生到了澳洲，年薪100万台币。và chúng tôi tuyển sinh sinh viên đó là qua quản trị nhà khách sạn, và bởi vì trong tập đoàn của chúng tôi cũng có hệ thống của khách sạn, thế nên khi các bạn vào trong liên quan quản trị nhà khách sạn này, các bạn đều có cơ hội để sang các nước châu Âu thực tập làm việc. Và hiện tại thực tế học sinh của chúng tôi đang thực tập tại châu Âu, lương mỗi một năm tầm khoảng độ 800-900 triệu tiền Việt. Nên chúng tôi là chúng tôi khác biệt với người khác, vì chúng tôi có trí tuệ thức ăn, chúng tôi hong cà phê dùng AI để hong cà phê, rồi chúng tôi có máy tính có máy tính đưa bữa ăn, máy tính xông cà phê. Vì trường chúng tôi là một trường thiên về trí tuệ nhân tạo, thế nên nhà hàng trong căn tin trong nhà trường của chúng tôi cũng rất là khác biệt, và cái khoa quản trị nhà khách sạn của chúng tôi cũng rất là khác biệt. Chúng tôi tập trung